Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Phản ánh cánh tay đắc lực phòng chống dịch ở khu dân cư giúp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Gương hội viên nông dân Lò Văn Chiến thu nhập hàng tỷ đồng từ chăn nuôi gà. Cuối chương trình có phóng sự tăng cường phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 liên quan đến ca bệnh F0 tại Bệnh viện Quân y 6, để chủ động các biện pháp phòng chống dịch, ngay từ khu dân cư, các tổ COVID cộng đồng của phường Trường Sinh đã phát huy trách nhiệm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, tiến hành truy vết, nắm rõ di biến động của các nhân khẩu trên địa bàn, góp phần cùng thành phố thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Sau khi nhận được thông báo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố và của phường về các trường hợp F0 tại Bệnh viện Quân y 6, qua truy vết tổ 1 và tổ 8 phường Trường Sinh có nhiều người đã tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, các thành viên tổ COVID cộng đồng của hai tổ đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trong tổ, giúp nhân dân yên tâm, không hoang mang trước dịch bệnh, đồng thời tiến hành kiểm soát chặt chẽ 24/7, đối với mọi công dân ra vào địa bàn, nhất là người dân trong khu đi về từ địa phương khác, đặc biệt là vùng có dịch. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ COVID cộng đồng cũng giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch, giám sát đối với các trường hợp thuộc diện cách ly. Ban quản lý tổ và ban công tác mặt trận của tổ đã trực tiếp chỉ đạo về tuyên truyền cho toàn bộ bà con nhân dân trong tổ. Việc nữa là anh em chúng tôi đang chỉ đạo rất sát sao về cái tổ COVID cộng đồng. Hiện nay là đang chỉ đạo cái tổ COVID cộng đồng là cố gắng làm sao đó là rà soát là đúng theo phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng để kịp thời phát hiện và báo cáo với ban chỉ đạo của phường và y tế phường để khai báo y tế một cách rất kịp thời. Tại chợ Nông Đúc phường Trường Sinh những ngày này khá vắng. Nắm rõ diễn biến tình hình dịch bệnh nên bà con cũng không hoang mang. Các tiểu thương và người dân đều chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Chị Trang tổ 8 phường Trường Sinh, mặc dù nhà gần chợ, song chị cũng như nhiều gia đình khác trong khu vực đã đi chợ mua các loại thực phẩm đủ dùng trong khoảng 2 ngày để tránh việc tập trung đông người. Hiện tại ở cái khu vực chúng tôi đang sinh sống thì có rất nhiều ca F1, F2 liên quan đến COVID-19. Nhưng bản thân tôi cũng như là gia đình của chúng tôi thì cảm thấy rất là yên tâm, không chút nào hoang mang cả, bởi vì chúng tôi rất là tin tưởng vào sự chỉ đạo của ban phòng chống dịch của địa phương cũng như là của tỉnh. Như bản thân tôi thì mỗi ngày đi chợ thì tôi sẽ cố gắng là mua thực phẩm đủ trong vòng 1 đến 2 ngày. Và khi đi ra ngoài thì tôi cũng đeo khẩu trang và cũng nhắc nhở với gia đình là hạn chế tiếp xúc chỗ đông người. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chung tay cùng cấp ủy chính quyền trong công tác phòng chống dịch vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, không hoang mang, bình tĩnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, quy định 5K, tiêm vaccine, cài đặt sử dụng các ứng dụng theo dõi sức khỏe, khai báo y tế điện tử, hạn chế các hoạt động tập trung đông người để cuộc sống trở lại bình thường trong điều kiện mới. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân phát động, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn thành phố đã năng động sáng tạo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mô hình nuôi gà có doanh thu hàng tỷ đồng trên năm của hội viên Lò Văn Chiến, bản Nam, xã Hù La. Qua nhiều năm trồng thâm canh cà phê, anh Chiến nhận thấy cây cà phê tuy mang lại thu nhập lớn cho gia đình, nhưng cây cà phê lại phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, giá thu mua lại không ổn định. Qua tìm hiểu về các mô hình phát triển kinh tế ở trong tỉnh và các địa phương khác, anh Lò Văn Chiến nhận thấy với trên 2 hectare cà phê của gia đình là điều kiện lý tưởng cho việc kết hợp chăn nuôi gà thả vườn. Tán cà phê giúp chắn nắng cho gà, phân gà và thức ăn rơi vãi lại làm phân bón cho cà phê. Năm 2018, anh Chiến tiến hành nuôi thí điểm 100 con gà lai, thấy gà phát triển tốt, trừ chi phí đầu tư, mỗi con gà cũng cho thu 60.000 đồng. Năm 2019, anh cùng gia đình đầu tư nuôi 3.000 con.
do áp dụng đúng quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, đàn gà lớn nhanh, trung bình mỗi con đạt 1,8 đến 2 kg, thì bắt đầu xuất bán với giá bình quân 90.000 đồng trên 1 kg. Gia đình anh Chiến xuất được trên 5 tấn gà thương phẩm. Thấy việc chăn nuôi gà đem lại hiệu quả kinh tế cao, năm 2020, gia đình đầu tư xây dựng thêm chuồng trại, đầu tư nuôi 12.000 con, cung cấp cho thị trường trên 20 tấn gà thương phẩm, thu về trên 2 tỷ đồng. Trừ chi phí đầu tư, gia đình còn lãi trên 800 triệu đồng. Năm 2021, gia đình anh tiếp tục đầu tư thêm 2 trại nữa, tổ chức nuôi 2 vạn con gà dự kiến thu về trên 36 tấn gà thương phẩm. Từ 2018 thì mình nuôi nhỏ lẻ, sau này nuôi dần dần, tôi cảm thấy nó hiệu quả. Năm 2019 thì coi như mới mở rộng một trại 3.000 con là coi như là đạt hiệu quả. Mình cũng chăn nuôi cái gà này là được 3 năm rồi. Nuôi với chợ ở dưới cây cà phê, mùa nắng nóng, nó có che nắng nóng cho con gà, mát phân gà đấy. Mình mang đi bón cây cà phê, các loại cây ăn quả, coi như là cũng rất hiệu quả. Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi gà thả dưới tán cà phê của gia đình anh Lò Văn Chiến là một trong hướng đi mới, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Mô hình này cần được các cơ sở hội nông dân tuyên truyền nhân rộng để hội viên nông dân ở các cơ sở học tập và làm theo. Gia đình ông Lò Văn Chiến tại Vân Nam là một hội viên cũng chịu khó hỏi kinh nghiệm và vận động gia đình. Đến năm 2019, thì gia đình cũng mạnh dạn đưa con nuôi gà vào trong dưới tán cây cà phê. Đây là vừa là phát triển kinh tế xã hội như là cây cà phê, chăm sóc cây cà phê và kết hợp với nuôi gà. Trong thời gian tới, hội nuôi xã Hồ La cũng sẽ tuyên truyền cho hội viên các bản đến xem và điển hình để học hỏi kinh nghiệm, cũng sẽ nhân rộng nhiều mô hình ra như phát triển như chăn nuôi gà dưới tán cây cà phê như ông gia đình ông Lò Văn Chiến. Đổi mới cách nghĩ, cách làm, chịu khó học hỏi, trao dồi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi là bí quyết thành công trong phát triển kinh tế gia đình của anh Lò Văn Chiến, bản Nam xã Hồ La. Mô hình đang được Hội Nông dân xã chọn làm mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn xã, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng thiết thực, lan tỏa, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng xã Hồ La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh và thành phố về tăng cường phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố Sơn La đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm giải quyết các vấn đề tiềm ẩn, các nguyên nhân nảy sinh tội phạm, công tác đấu tranh triệt xóa các điểm ma túy, xây dựng các cơ quan đơn vị xã phường không có ma túy, đảm bảo sự bình yên, an toàn cho thành phố. Phóng sự sau sẽ đề cập tới nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mưu trí, dũng cảm, tinh thông nghiệp vụ, cương quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là ngăn chặn cái chết trắng trong cộng đồng. Đó là nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố. Với chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực tham nhũng kinh tế môi trường ma túy, hàng năm, đội đã tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố đề ra nhiều kế hoạch, chương trình, biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, phòng ngừa vi phạm. Từ đầu năm đến nay, đội đã phát hiện 33 vụ với 33 đối tượng, vật chứng thu giữ gồm 1,80 gram heroin, hơn 7.000 viên ma túy tổng hợp, khởi tố 4 vụ với 5 bị can phạm tội về lĩnh vực kinh tế, 54 vụ vi phạm về lĩnh vực kinh tế, xử phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng. Đối với lại tội phạm trong tình hình hiện nay thì như chúng ta đã biết là với rất nhiều thủ đoạn tinh vi, thậm chí là có cái việc áp dụng khoa học công nghệ ở trong đó, thì đội chúng tôi đã thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ chiến sĩ, luôn luôn là hướng dẫn cho các cán bộ chiến sĩ nghiên cứu tài liệu, học hỏi lẫn nhau, đoàn kết. Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đã phối hợp với các đơn vị địa phương, các ban ngành, quần chúng nhân dân trong cái phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Một trong những vụ án điển hình mà đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy đã phá thành công đó là cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 10, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nhà ở nơi làm việc của vợ chồng Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh, thu giữ 371 bộ hồ sơ, hợp đồng mua bán tài sản, thuê tài sản nhà đất, ô tô xe máy, cùng với một số vật chứng, giấy tờ có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Với thủ đoạn cho vay tiền với hình thức mua bán tài sản, thuê tài sản, yêu cầu người vay tiền ký vào hợp đồng mua bán thuê tài sản, ô tô xe máy, tiền lãi hàng tháng người vay phải trả được tính là tiền thuê tài sản, đã xác minh được hàng trăm bị hại. Hiện nay đời sống xã hội ngày càng xuất hiện nhiều loại tội phạm có thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên với bản lĩnh, công an thành phố đã lập và phá nhiều chuyên án, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Còn tại phường Trường Sinh là địa bàn tập trung đông dân cư, có nhiều hộ tạm trú sinh sống, buôn bán kinh doanh, nhiều cơ quan đơn vị trường học đóng chân trên địa bàn, do vậy luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, công an phường Trường Sinh đã phối hợp với ban bảo vệ dân phố, tổ quy tắc của phường, làm tốt công tác trật tự hành lang giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn phường, đảm bảo đường thông hè thoáng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là khu vực tập trung đông dân cư như khu vực chợ Nong Đúc. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công an phường còn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra rà soát các đối tượng đi từ nơi khác về, quản lý tạm trú tạm vắng, đảm bảo an ninh trật tự ngay tại khu dân cư. Địa bàn tổ 1 là rất là đông dân cư mà rất là phức tạp. Thế nên là tổ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực thường xuyên đi tuần tra và kiểm tra tạm trú tạm vắng, nắm tình hình để có những vấn đề gì để báo cảnh sát khu vực để nắm được trên địa bàn tổ. Với sự vào cuộc tích cực hiệu quả, từ đầu năm đến nay, công an phường Trường Sinh đã phát hiện xử lý 31 vụ phạm tội, vi phạm về trật tự xã hội, đặc biệt phát hiện 15 vụ với 15 đối tượng, thu giữ 2,43 gam heroin, 78 viên hồng phiến. Cùng với đó, công an phường cũng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng công an phường đã chủ động triển khai lực lượng, xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác, thực hiện cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trọng tâm là công tác nắm hộ nắm người và giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Chủ động phân công lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo các tuyến đường trong các giờ cao điểm và đặc biệt là tổ chức tuần tra đêm trên dọc tuyến quốc lộ và những điểm xung yếu. Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, trong thời gian qua, công an thành phố đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, thực hiện tốt công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, công tác điều tra truy tố xét xử tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an thành phố đã tổ chức trên 200 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với gần 150.000 lượt người tham gia, thực hiện trên 5.000 lượt tuần tra vũ trang, kiểm điểm răn đe hơn 1.700 lượt người, đưa 116 đối tượng vào giáo dục, đưa 69 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, điều tra bắt giữ lập hồ sơ xử lý 333 vụ với 398 đối tượng, đạt 100%, trong đó có 47 vụ về trật tự xã hội, tiếp nhận thụ lý 100% tố giác, tin báo về tội phạm. Công an thành phố đã có công tác tuyên truyền phổ biến, thế nhưng mà tuy nhiên các cái tổ chức cá nhân vẫn còn mắc mưu cái đối tượng vi phạm pháp luật, thậm chí là tội phạm để xảy ra mất cái tài sản thuộc quyền quản lý của mình. Với cái tình hình trên thì công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm đến toàn thể các cái cơ quan tổ chức rồi người dân trên địa bàn thành phố. Và thứ hai là công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tập trung điều tra, truy xét các vụ án đã xảy ra rồi các vụ việc có dấu hiệu về tội phạm hình sự để nhằm bắt giữ, đưa xử lý đối tượng nghiêm minh trước quy định của pháp luật. Có thể thấy hiện nay tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh. Cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 là lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch, song công an thành phố quyết tâm tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống an toàn bình yên cho nhân dân trong tình hình mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La.
phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.